Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Và đây là bản án. Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ đã làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, hôm nay là ngày thứ ba liên tiếp bài phúc âm tường thuật cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicodemo. Tuy nhiên, đoạn phúc âm hôm nay chỉ là lời của Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo và tập trung làm rõ hệ quả khác biệt của thái độ tin và không tin vào Con Người. Trước tiên, Chúa Giêsu cho Nicodemo biết Ngài được Thiên Chúa sai đến thế gian để cứu độ loài người, chứ không phải để lên án loài người. Loài người tội lỗi lìa xa Thiên Chúa nên phải chịu án đau khổ và chết đời đời. Thiên Chúa yêu thương con người vô cùng nên đã sai Con một của Ngài đến thế gian để cứu độ thế gian. Tuy nhiên, để được ơn cứu độ, con người phải tin vào đấng cứu thế Giêsu. Từ cuối bài phúc âm hôm qua đến câu đầu tiên của bài phúc âm hôm nay, chúng ta nghe lặp lại câu này: để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời, nghĩa là được ơn cứu độ. Nói cách khác, hệ quả của thái độ tin vào Đức Giêsu là được cứu độ, được sống muôn đời. Còn hệ quả của thái độ không tin là gì? Bài phúc âm cũng nói rõ hậu quả của thái độ không tin là bị lên án. Bản án của thái độ không tin là ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian. Ngài soi sáng cho loài người thấy chân lý của Thiên Chúa. Thế nhưng những kẻ không tin Chúa Giêsu không muốn ở trong ánh sáng, vì họ làm điều xấu, điều ác. Họ sợ ánh sáng của Chúa Giêsu làm lộ ra bản chất xấu và ác của họ, khiến họ bị người khác chê trách. Thái độ ẩn núp trong bóng tối và tâm lý sợ hãi sự lên án chê trách của người khác chính là bản án dành cho những ai không tin vào Chúa Giêsu, không đón nhận ánh sáng chân lý của Ngài. Ngược lại, những ai tin vào Chúa Giêsu thì sống theo sự thật và đến cùng ánh sáng Giêsu. Chẳng những họ không sợ thế gian, mà còn muốn thế gian thấy rõ mọi việc họ làm đều được làm trong Thiên Chúa và vì vinh quang Thiên Chúa. Khi Đức Giêsu nói với Nicodemo những lời này, hẳn là Ngài muốn nói về giới lãnh đạo Do Thái giáo. Họ nắm trong tay mọi quyền hành, nhưng vì không tin vào Chúa Giêsu nên họ hành sự trong bóng tối. Họ mua chuộc môn đệ của Chúa Giêsu để bắt Ngài, kết án Ngài một cách bất công trong đêm tối. Đây là lối hành sự gian trá của các thế lực sự dữ và sự ác ở mọi thời đại. Khi làm điều sai trái, người ta sợ người khác biết nên luôn làm trong bóng tối hoặc bịt mặt để người khác không nhận ra mình. Kẻ xấu luôn sợ ánh sáng và sự thật. Điều đó có từ thời xa xưa, hôm nay và mãi mãi, bao lâu con người còn tồn tại trên thế gian này. Có lẽ Nicodemo cảm nhận được điều đó, và lời Chúa Giêsu như muốn nhắc nhở ông: nếu ông tin vào Ngài thì ông không có gì phải sợ. Chính vì thế mà sau này, trong cuộc họp nội bộ của Hội đồng Do Thái giáo, ông đã lên tiếng bảo vệ Đức Giêsu. Nhìn lại tâm hồn mình, chúng ta có thể nghiệm xét mình có thật sự tin vào Chúa Giêsu không?
tùy thái độ đối với sự thật và ánh sáng. Nếu chúng ta không sợ ánh sáng và sự thật, điều đó chứng tỏ chúng ta tin Chúa Giêsu thật. Còn nếu chúng ta giấu giếm việc mình làm, sợ người khác biết, thì chứng tỏ chúng ta chưa thật sự tin vào Chúa Giêsu. Xin Chúa cho chúng ta luôn sống trong ánh sáng chân lý của Chúa, để chúng ta thực sự được tự do của con cái Chúa, và để mọi việc chúng ta làm đều đẹp ý Chúa và vinh danh Chúa.